Phẩm Thất Dụ thứ 85. Ngài Tu Bồ Đề bạch Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp tánh vô sở hữu, chẳng phải Phật làm ra, nhẫn đến chẳng phải Bồ Tát làm ra, thì sao lại phân biệt có các pháp dị biệt? Những là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, trời, những là do nơi nghiệp nhân duyên mà biết có kẻ sanh địa ngục, có kẻ sanh ngạ quỷ, có kẻ sanh súc sanh. Do nơi nghiệp nhân duyên như vậy mà biết có kẻ sanh trong loài người, sanh các cõi trời, dẫn đến trời phi tưởng, phi phi tưởng. Do nơi nghiệp nhân duyên ấy mà biết có người được Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là chư đại Bồ Tát. Do nghiệp nhân duyên ấy mà biết là Như Lai ứng cúng, chánh đẳng, chánh giác. Bạch Đức Thế Tôn, trong pháp vô tánh không có nghiệp dụng, sao lại có gì tác nghiệp nhân duyên, hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người, trên trời, hoặc được Tu Đà Hoàng, dẫn đến Bích Chi Phật? Đại Bồ Tát hành Bồ Tát Đạo sẽ được nhất thiết chủng trí. Vì được nhất thiết chủng trí nên có thể cứu chúng sanh ra khỏi sanh tử. Đức Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, đúng như vậy. Trong pháp vô tánh không có nghiệp, không có quả báo. Này Tu Bồ Đề, hàng phàm phu chẳng nhập thánh pháp, chẳng biết các pháp không có tánh tướng, vì điên đảo ngu si nên họ khởi các nghiệp nhân duyên. Các chúng sanh ấy theo nghiệp mà có thân, hoặc thân địa ngục, thân ngạ quỷ, thân súc sanh, thân người, thân trời. Pháp vô tánh ấy không có nghiệp, không có quả báo. Vô tánh thường là vô tánh. Như Tu Bồ Đề nói, nếu tất cả pháp vô tánh, sao lại có Tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật được nhất thiết chủng trí? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đạo có phải là vô tánh chăng? Quả Tu Đà Hoàng dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí có phải là vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, đạo vô tánh, quả Tu Đà Hoàng cũng vô tánh, dẫn đến chư Phật nhất thiết chủng trí cũng vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh có thể được pháp vô tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp vô tánh không thể được pháp vô tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp hữu tánh có thể được pháp hữu tánh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, pháp hữu tánh không thể được pháp hữu tánh. Này Tu Bồ Đề, pháp vô tánh và đạo, tất cả pháp ấy đều chẳng hiệp, chẳng tan, không sắc, không hình, không đối, là nhất tướng, đó là vô tướng. Này Tu Bồ Đề, lúc hành Bát Nhã Ba La Mật, Đại Bồ Tát dùng sức phương tiện thấy chúng sanh do vì điên đảo chấp trước năm ấm, trong vô thường thấy là thường, trong khổ thấy là lạc, trong bất tịnh thấy là tịnh, trong vô ngã thấy là ngã, chấp trước chỗ vô sở hữu. Bồ Tát ấy vì dùng sức phương tiện ở trong vô sở hữu cứu thoát chúng sanh. Bạch Đức Thế Tôn, chỗ chấp trước của phàm phu có thiệt chăng? Có khác biệt chăng? Vì chấp trước nên khởi nghiệp, vì nghiệp nhân duyên nên ở trong năm đường sanh tử chẳng ra khỏi được. Này Tu Bồ Đề, chỗ chấp trước khởi nghiệp của phàm phu không có một chút sự thiệt như lông tóc, chỉ vì điên đảo thôi. Này Tu Bồ Đề, nay sẽ vì ông mà nói ví dụ. Người trí do ví dụ mà được hiểu. Này Tu Bồ Đề, như chỗ thấy trong kim bao, người hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt chăng? Bạch Đức Thế Tôn, kim bao còn là hư vọng bất khả đắc, huống là người ở trong kim bao hưởng thọ ngũ dục có chỗ nơi thiệt. Này Tu Bồ Đề, các pháp hoặc hữu lậu vô lậu, hoặc hữu di vô di, và có pháp gì chẳng như kim bao chăng? Bạch Đức Thế Tôn, các pháp hoặc hữu lậu, hoặc hữu di vô di, chẳng có pháp gì chẳng như kim bao. Này Tu Bồ Đề, trong kim bao có năm đường sanh tử qua lại chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Này Tu Bồ Đề, trong kim bao có tu đạo, do sự tu đạo này hoặc cấu nhiễm hoặc thanh tịnh chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tại sao? Vì kim bao không có sự thiệt, chẳng thể nói là cấu, là tịnh được. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương có sự thiệt chăng? Có hay khởi nghiệp, do nghiệp nhân duyên ấy mà đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, hoặc sanh trong người, trên trời chăng? Bạch Đức Thế Tôn, không. Tượng ấy không có sự thiệt, chỉ có gạt được trẻ nít thôi.
tường ấy làm sao có được nghiệp nhân duyên, rồi do nghiệp nhân duyên sẽ đọa địa ngục, dẫn đến sanh trong người trên trời. Này Tu Bồ Đề, tượng trong gương ấy có tu đạo, do sự tu ấy mà bị cấu hai tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Tại sao? Vì tượng ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt, nên không thể nói là cấu, là tình. Này Tu Bồ Đề, như trong khe sâu có gian, gian ấy có nghiệp rồi do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến sanh trong người trên trời chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Gian ấy rỗng không, chẳng có âm thanh thiệt, thì làm sao có nghiệp rồi do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục dẫn đến sanh trong người trên trời? Này Tu Bồ Đề, gian ấy giả có, tu đạo do tu đạo ấy mà có nhiễm có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Tại sao? Vì gian ấy có sự thiệt, nên chẳng thể nói là cấu, là tình. Này Tu Bồ Đề, như nắng giận, chẳng phải nước như tướng nước, chẳng phải sông như tướng sông. Nắng giận ấy giả có nghiệp, do nghiệp nhân duyên mà đọa địa ngục, dẫn đến do tu đạo mà có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Trong nắng giận chẳng bao giờ có nước, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi. Nắng giận ấy không có sự thiệt, làm sao có được nghiệp dẫn đến chẳng thể nói là cấu là tình được. Này Tu Bồ Đề, như thành Càn Thác Bà, lúc mặt trời mọc thấy thành Càn Thác Bà. Kẻ vô trí không có thành mà tưởng có thành, thành Càn Thác Bà ấy giả có nghiệp do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến do sự tu đạo mà có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Thành Càn Thác Bà ấy rốt ráo không có, chỉ gạt được mắt kẻ vô trí thôi, thì làm sao có được nghiệp dẫn đến có thể nói được là cấu là tình? Này Tu Bồ Đề, nhà ảo thuật thuật ra các thứ vật, những là voi, ngựa, bò, dê, nam nữ. Quyển ảo ấy giả có nghiệp do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến do sự tu đạo mà có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn, vật quyển ảo ấy rỗng không, chẳng có sự thiệt, thì làm sao có được nghiệp dẫn đến có thể nói là cấu là tình? Này Tu Bồ Đề, như hóa nhân do Đức Phật biến hóa ra, hóa nhân ấy giả có nghiệp cho nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục dẫn đến có cấu có tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Hóa nhân ấy không có sự thiệt, thì làm sao có được nghiệp rồi do nghiệp nhân duyên ấy hoặc đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hoặc sanh trong người trên trời? Làm sao có được sự tu đạo rồi do sự tu đạo ấy mà có cấu có tình? Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Ở trong tướng rỗng không ấy có kẻ cấu, có kẻ tình chăng? Bạch Đức Thế Tôn: Không. Trong ấy vô sở hữu, không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tình. Này Tu Bồ Đề, như không có kẻ bị cấu, không có kẻ được tình, thì cũng không có cấu tình. Tại sao? Vì chúng sanh ở trong ngã và ngã sở có cấu có tình. Người thấy thiệt thì chẳng cấu chẳng tình, nhưng người thấy thiệt chẳng cấu chẳng tình, nên cũng không có cấu tình.